Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh PCP Đồ chơi đồ dùng. Tiếp tục lại là một cái video ngắn đây, thì hôm nay tiếp tục lại có bốn cái cành hương tuyến thanh lý cho anh em. Đấy thì như tiêu đề anh em đã nhìn thấy rồi đúng không? Đấy thì có bốn cái thôi, bốn cái 14 in. Đấy thanh lý cho anh em. Với cái giá là 800.000 đồng, đồng giá 800.000 đồng. Đấy thì không có nhiều đâu. Đấy cái dạo gần đây thì thực ra để nói thì em cũng có rất là nhiều những loại cành khác nhau. Đấy thì còn có bốn cái cành 14 in này, muốn thanh lý cho anh em này để nhập cái lô mới về để bán cho anh em tiếp. Đấy. Em lại nhập tiếp tục cái lô như thế này nhưng mà giá nó không còn như thế này nữa đâu anh em ạ. Đấy bởi vì ở đây là còn dọn kho, còn bốn cái thì thanh lý cho anh em thôi với giá 800.000. Đấy, khi nào mà anh em nhìn thấy cái video khác ấy hoặc là những video tiếp theo ấy thì nó không bao giờ còn những cái giá là 800.000 này. Đấy. Xả lốt cái bốn cái cành này rồi đi nhập những cái khác bán về cho anh em. Đấy anh em nào nhanh tay nhất có thể thì được sở hữu những cành giá rẻ này. Đấy vì sao là thanh lý chả vì sao cả. Đấy thích thì thanh lý thôi. Đấy, thích thì thanh lý rồi để cho anh em nhớ đến shop hoặc là thi thoảng có những cái chương trình như này để anh em mua ủng hộ shop cũng là tăng được cái tương tác cho kênh. Đấy. Thì bây giờ em cho anh em xem cái khương của cành này nhá. Cái cành này thì là cành Lotha. Cành Lotha White Thơ, nhưng mà không phải là tem vàng. Tem này là tem trắng thôi, không phải là tem vàng. Đây em cho em xem khương. Đây anh em ạ, khương đây, khương là 12 khương nhá. Đấy bên trong nó hơi bẩn tí đây, em lấy khác cho anh em xem. Đây. Đấy, nó lại sạch sạch một tí hơn đúng không. Cành 12 khương. Với cành 14 in này thì em cứ bao cho anh em tầm khoảng 70-75 mét, 70-75 mét anh em nhá. Với khoảng cách 70-75 mét là chết cỏ rồi. À chết rồi. Là có mồi ăn rồi. Đấy. Cành đều là cành 5.5 hết. Cành đều là 5.5 hết. Đấy, anh em nào mua 4.5 hoặc 6.35 em đều có. Đấy thì có bốn cái cành này để thanh lý cho anh em thôi. Anh em nào nhanh tay nhất thì được sở hữu bốn cái cành giá rẻ 800.000 đồng. Anh em nghĩ xem 800.000 đồng nó không to tác với một cái cành đâu anh em ạ. Đúng không? 800.000 đồng ví dụ cành bằng cái cành truyền thống của anh em, bằng cành truyền thống. Đấy, cành truyền thống có khi nhiều cành nó còn hơn cái những cái cành như này anh em ạ. Đấy, nhiều cành còn đắt hơn này. Có những cành truyền thống 1 triệu, 1 triệu mốt. Đấy thì bây giờ em bán cho anh em cả cành truyền thống bán được này, cả condo cũng bán được này và cả FX cũng bán được này. Thế nên là anh em nào mà xem được cái video này thì mua luôn nhá. Còn bây giờ em xin phép kết thúc video ở đây. Mong em xem video, số một like và đăng ký kênh cho anh em nhé.